Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, có 7 thứ người giàu không thèm mua, còn người nghèo thì vô cùng thèm khát. Theo tỷ phú Warren Buffett, luôn có sự khác biệt trong cách chi tiêu của người giàu và người nghèo, và điều đó quyết định tương lai tài chính của một người sẽ như thế nào. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức về tài chính cá nhân, phát triển bản thân và hiểu rõ hơn về tư duy giàu có, từ việc thoát khỏi lối suy nghĩ giới hạn đến việc áp dụng lối sống tối giản. Bạn sẽ khám phá ra những bí mật để thay đổi tài chính của mình. Chúng ta sẽ cùng khám phá 7 món đồ mà người giàu chắc chắn sẽ không chi tiêu, nhưng người nghèo lại mua bằng mọi giá. Xin chào, đây là kênh sách tóm tắt. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để bạn có thể nhanh chóng đạt được sự tự do tài chính. Bài học 1: Tiền cà phê mỗi ngày. Đầu tiên, hãy kể một câu chuyện cười. Hôm nay tôi đi khám bệnh, bác sĩ với giọng điệu nghiêm túc nói rằng tôi đã hút thuốc được 15 năm. Nếu tôi không hút thuốc, tiền tiết kiệm có thể mua được một chiếc BMW 5 Series. Nghe vậy, tôi lập tức nổi nóng và hỏi bác sĩ, anh có hút thuốc không? Bác sĩ trả lời, không, tôi không hút. Tôi lại hỏi, vậy chiếc BMW kép của anh đâu? Bác sĩ đáp, ở dưới tầng hầm. Tôi chỉ cười và nói, không có gì, tôi chỉ hỏi thôi. Thuật ngữ yếu tố lãng phí được nhà tư vấn tài chính David Bach đưa ra bắt nguồn từ một câu chuyện về một cặp vợ chồng mỗi sáng phải có một cốc cà phê lãng phí. Nhìn qua, đây chỉ là một khoản chi nhỏ, nhưng sau 30 năm, họ đã chi tới 25.000 đô la. Những yếu tố lãng phí thường gặp nhất trong cuộc sống là những khoản chi nhỏ nhặt, nhưng tích lũy theo thời gian, chẳng hạn như mỗi ngày một cốc trà sữa hoặc cà phê, một gói thuốc lá hoặc thẻ tập gym mà chẳng bao giờ dùng đến. Thực tế, những khoản chi nhỏ ấy có thể chiếm tới 1/3 thu nhập của bạn, hoặc thậm chí nhiều hơn. Ví dụ, với việc mua thuốc lá, một gói thuốc tầm trung tiêu tốn khoảng 1 đô la, cảm giác như không nhiều, nhưng nếu mỗi ngày một gói, một năm, bạn đã tiêu tốn 360 đô la, không chỉ thuốc lá, mà những món tiêu tiền ưa thích của giới trẻ như Starbucks và Highlands cũng là những kẻ hủy hoại ví tiền, dù mỗi lần chi không nhiều, nhưng tích lũy lại là một khoản lớn. Nếu chỉ đơn giản hiểu yếu tố lãng phí theo nghĩa bề mặt, cho rằng mọi khoản chi tiêu không thiết yếu đều là yếu tố lãng phí, tôi không hoàn toàn đồng ý. Từ trà sữa đến du lịch, từ ăn ngoài đến xem phim, ngoài những nhu cầu thiết yếu, dường như mọi khoản chi tiêu khác đều không có ý nghĩa, đều là yếu tố lãng phí, đều là trở ngại trên con đường tới sự tự do tài chính. Theo quan điểm của tôi, nếu việc kiếm tiền chỉ để phục vụ nhu cầu thiết yếu, thì mục đích của cuộc sống là gì? Tất nhiên, tôi không ủng hộ việc mua sắm vô tội vạ, mà là cần phải nhìn thấu yếu tố lãng phí này. Chẳng hạn, trường hợp 1, trong ánh nắng ban mai, cầm một cốc cà phê, bước vào tòa nhà văn phòng, dù chỉ là một nhân viên nhỏ, bạn cũng sẽ cảm thấy mình đã lên tầm cao mới. Trường hợp này, mua cà phê cơ bản là để thỏa mãn sự hư vinh, gần như không nằm trong phạm vi yếu tố lãng phí. Trường hợp 2, nếu bạn mê cà phê đến mức dù là tự pha tại nhà hay mua ngoài, mục đích không quan trọng, cốc cà phê buổi sáng giúp bạn có đủ năng lượng làm việc suốt ngày, tạo ra hiệu suất công việc cao, và điều đó đảm bảo cho việc thăng tiến và tăng lương. Với ý nghĩa khác biệt như vậy, miễn là bạn kiểm soát hợp lý, nó không phải là yếu tố lãng phí. Thực tế, vấn đề tài chính thường không nằm ở việc thu nhập quá ít, mà ở chỗ chi tiêu quá nhiều. Phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện tình hình tài chính là ghi chép chi tiêu hàng ngày. Vì việc ghi chép này nhằm mục đích giúp chúng ta nhận ra quy luật tiêu dùng của mình, từ đó có thể cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết vào tháng sau. Về vấn đề tiết kiệm, chúng ta có thể thay đổi cách tiếp cận, thay vì chi tiêu trước rồi mới tiết kiệm phần còn lại như đa số người thường làm. Chúng ta nên dành ra một phần để tiết kiệm trước, sau đó chỉ tiêu số tiền còn lại
Khi thu nhập khả dụng giảm xuống, bạn sẽ nhận thức rõ hơn về những chi tiêu không cần thiết. Bài học 2. Chi tiền cho những nghi lễ giả tạo. Cuộc sống cần có chút nghi thức để tạo cảm giác đặc biệt, nhưng chính điều này đã khiến nhiều bạn trẻ thành những người tiêu xài phung phí. Họ mua sắm rất nhiều thứ không cần thiết chỉ vì muốn tạo cảm giác đó. Thế nhưng, các nhà bán lẻ vẫn không ngừng lợi dụng điều này để tiếp tục chiến lược tiếp thị của họ. Hậu quả là, ví tiền và năng lượng của giới trẻ ngày càng bị cạn kiệt. Rất nhiều người trẻ ngày nay bỏ ra mỗi tuần $100 hoặc hơn cho những buổi trà chiều nổi tiếng chỉ để có vài tấm hình đẹp đăng lên mạng xã hội. Trong khi đó, họ chỉ kiếm được khoảng $1,000 mỗi tháng và phải dùng thẻ tín dụng để trang trải cuộc sống. Để có một bức ảnh đẹp, cà phê nhất định phải là Starbucks, nhưng để tiết kiệm tiền, họ lại sẵn sàng đi bộ dưới mưa thay vì bắt taxi. Không biết từ khi nào, sở thích đã trở thành việc check-in tại những quán ăn, nhà hàng nổi tiếng, và sự tinh tế này thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ bao bọc bên ngoài. Nhiều bạn trẻ dành dụm tiền lương cả tháng trời chỉ để mua một đôi giày hàng hiệu hoặc một chiếc túi xách đắt đỏ. Khi tiền lương không đủ, họ lại sử dụng thẻ tín dụng. Có lẽ không một người trẻ nào mà không mang trong mình vài khoản nợ lớn. Điều đáng lo ngại hơn là hiện tượng này đã trở nên phổ biến và được nhiều người trẻ chấp nhận. Truyền hình Nhật Bản từng phỏng vấn một nữ influencer nổi tiếng, người được rất nhiều phụ nữ trẻ ngưỡng mộ trên các mạng xã hội cá nhân của cô. Cuộc sống lúc nào cũng thật hoàn hảo, từ những chiếc túi mới tinh, những bữa ăn sang trọng, đến căn biệt thự đẹp như trong phim. Nhưng khi cuộc sống của cô bị phơi bày trước ống kính, người ta mới biết rằng tất cả đều là giả dối. Thực tế, cô không phải con nhà giàu, mà chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Có đến 98% những gì cô khoe trên mạng xã hội đều là giả. Căn biệt thự đó là thuê, mỗi ngày chỉ thuê 1 đến 2 tiếng để chụp ảnh. Rồi sau đó, cô trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Bữa ăn xa hoa mà cô thường khoe thực chất chỉ là những món ăn rẻ tiền và đôi khi là mô hình thức ăn. Những bức ảnh đó đủ để cô sử dụng cho cả tuần, dù được hàng triệu người theo dõi trên mạng. Nhưng thực tế, cuộc sống của cô đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Lương của cô chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng ngày. Tiền thuê biệt thự và mua sắm quần áo đều đến từ các khoản vay. Cuộc sống giả tạo lâu dài đã khiến cô mắc nợ số tiền khổng lồ. Cô chấp nhận phỏng vấn này chỉ để kiếm thêm thu nhập, hy vọng có thể trở về cuộc sống bình thường. Với mức lương hiện tại, cô phải mất ít nhất 10 năm để trả hết nợ. Khái niệm nghi thức ban đầu xuất phát từ câu chuyện cổ tích kinh điển của Pháp, Hoàng tử bé. Trong đó, nghi thức được miêu tả là thứ khiến một ngày nào đó khác biệt so với những ngày khác và một khoảnh khắc nào đó trở nên đặc biệt hơn. Cuộc sống là để cho chính mình, chứ không phải sống vì người khác. Với những người trẻ, nghi thức trong cuộc sống thực ra rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần sắp xếp lại tinh thần và diện mạo của mình, giặt sạch quần áo và vệ sinh phương tiện đi lại, điều chỉnh tâm trạng. Vậy là bạn đã có một ngày tràn đầy hạnh phúc. Thời xưa, dù chỉ có một, hai bộ quần áo, nhưng người ta vẫn luôn giữ chúng sạch sẽ. Đó chính là nghi thức trong cuộc sống. Nghi thức không nhất thiết phải tốn tiền, nhưng cần có sự tỉ mỉ và tận tâm. Bài học 3. Cho tiền cha mẹ, người bạn đời, tài khoản tâm lý. Chúng ta thường cảm thấy một bữa ăn ngoài với giá 50.000 đồng là bình thường, nhưng nếu là 200.000 đồng, ta sẽ thấy đắt. Tuy nhiên, khi đi ăn cùng bạn bè, dù chi tiêu vượt quá 500.000 đồng, ta vẫn không thấy đắt. Mua vài triệu đồng thực phẩm chức năng, ta có thể cho là phí phạm, nhưng mua quà cho cha mẹ với cùng số tiền đó, ta lại thấy có phần rẻ. Cùng một mức giá, tại sao đôi khi thấy đắt, đôi khi lại không? Điều này có thể giải thích bằng kho tâm lý. Kho tâm lý là một khái niệm được giáo sư hành vi học Richard Thaler tại Đại học Chicago đề xuất năm 1980.
Một khái niệm quan trọng trong kinh tế học hành vi, theo lý thuyết này, con người sẽ phân chia tiền của mình thành các tài khoản tâm lý khác nhau và khi đưa ra quyết định chi tiêu, họ thường làm trái với các quy tắc kinh tế cơ bản dẫn đến những hành vi tiêu dùng phi lý trí. Hãy cùng làm một cuộc khảo sát nhỏ như sau. Tình huống A, bạn đến cổng buổi hòa nhạc và phát hiện mất 5 triệu đồng tiền mặt trong túi, bạn có mua vé để vào xem không? Tình huống B, bạn đến cổng buổi hòa nhạc và phát hiện mất vé mà bạn đã mua với giá 5 triệu đồng, bạn có mua vé lại không? Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tình huống A, có 88% người chọn mua lại vé, trong khi ở tình huống B, chỉ có 46% người quyết định mua lại vé. Điều này có nghĩa là hơn một nửa số người tham gia khảo sát chọn khôi phục tài khoản tiền mặt nhưng lại không muốn khôi phục tài khoản thụ hưởng của mình. Mất tiền mặt có thể chi thêm tiền để mua vé khác, nhưng mất vé thì phải chích tiền từ cùng tài khoản thụ hưởng để mua lại. Điều này làm cho tài khoản đó vượt ngân sách. Một ví dụ khác, giả sử bạn muốn mua một chiếc laptop với giá là 10 triệu đồng, nhưng bạn lại phát hiện ra một cửa hàng khác bán nó với giá 5 triệu, nhưng bạn phải lái xe 20 phút để đến đó, bạn có sẵn sàng lái xe không? Tình huống 2, bạn mua một chiếc máy tính bỏ túi giá 50 triệu và bạn phát hiện một cửa hàng khác bán nó với giá 45 triệu, cũng cần lái xe 20 phút, bạn có sẵn sàng đi không? Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong tình huống 1, có 68% người sẵn sàng lái xe để tiết kiệm 5 triệu, trong khi ở tình huống 2, chỉ có 29% người sẵn sàng lái xe, mặc dù cả hai đều tiết kiệm 5 triệu, nhưng tình huống 1 khiến mọi người cảm thấy lợi ích đáng kể hơn. Điều này chứng tỏ, khi mức giảm giá tuyệt đối không lớn, mọi người dễ kích hoạt tài khoản cục bộ để đánh giá sự hấp dẫn của ưu đãi. Các tài khoản tâm lý khác nhau có mức độ nhạy cảm với giá cả khác nhau. Ví dụ, khi đi mua sắm, bạn có thể ngần ngại mua cho mình một chiếc khăn choàng, nhưng nếu người bán hàng đề xuất rằng bạn nên mua nó làm quà cho bạn gái, ngay lập tức bạn cảm thấy chiếc khăn đó đáng mua, chi tiêu cho bản thân được ghi nhận vào tài khoản thụ hưởng, trong khi chi tiêu cho bạn gái lại nằm trong tài khoản tình cảm. Thường thì so với tài khoản thụ hưởng, mọi người dễ dàng chi tiêu cho tài khoản tình cảm hơn. Các nhà bán lẻ muốn nâng cao giá trị sản phẩm, thường cố gắng dẫn dắt sản phẩm vào các khoản tâm lý có ngân sách cao, khiến người tiêu dùng sẵn lòng chi nhiều tiền hơn. Ví dụ, tài khoản tình yêu, tài khoản hiếu thảo, tài khoản quà tặng. Câu slogan kim cương vĩnh cửu, một chiếc lưu truyền mãi mãi, đã thành công trong việc chuyển nhẫn kim cương từ tài khoản xa xỉ phẩm sang tài khoản tình cảm bắt buộc. Trong việc cầu hôn, khiến những chàng trai trong tình yêu sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn. Bài học 4. Tiền cưới hỏi. Khi nói về chi phí đám cưới, có rất nhiều khoản chi tiêu có thể coi là thuế IQ mà chúng ta cần xem xét. Lưu ý 1. Không cần thiết phải chi chục triệu để mua nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương không giữ được giá trị và sau khi cưới cũng ít khi đeo. Vì vậy, đây là một khoản chi không đáng. Bạn có thể chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ hơn hoặc thậm chí là một chiếc nhẫn vàng. Lưu ý 2. Các loại trang sức cầu kỳ chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, độ tinh khiết không cao và chủ yếu đắt vì công chế tác. Nếu muốn đầu tư lâu dài, hãy chọn vàng miếng thay vì trang sức. Lưu ý 3. Thuê các xe cưới sang trọng. Việc thuê các xe cưới sang trọng, các siêu xe chỉ để sử dụng trong vài giờ là không hợp lý về mặt chi phí. Nếu muốn có buổi lễ hoành tráng, chỉ cần thuê một chiếc xe chính thật sang trọng là đủ, hiệu quả sẽ tương đương. Lưu ý 4. Không cần phải chi quá nhiều cho album cưới, khung ảnh, vì sau khi cưới, bạn sẽ hiếm khi xem lại và chúng cũng chiếm nhiều không gian. Tìm một nhiếp ảnh gia đáng tin cậy để chụp nhiều ảnh trong ngày cưới sẽ ý nghĩa hơn thay vì chi trả gói dịch vụ từ 5 triệu đồng thành 15 triệu đồng.
Lưu ý 5. Không cần thiết phải tốn tiền cho việc may váy cưới và lễ phục, vì bạn chỉ mặc một lần, thuê trang phục sẽ hợp lý hơn và cũng có nhiều lựa chọn. Lưu ý 6. Đừng để bị dụ dỗ bởi các chương trình ánh sáng xa hoa, ánh sáng quá chói, không chỉ làm hỏng không khí mà còn là cơn ác mộng của nhiếp ảnh gia. Lưu ý 7. Trang trí lãng phí quá nhiều hoa tươi. Việc trang trí đám cưới bằng hoa tươi là ý tưởng lãng mạn, nhưng chi phí cao và hoa cũng nhanh héo, đặc biệt là trong mùa hè, hoa giả có thể là sự lựa chọn tốt hơn. Lưu ý 8. Không cần phải mua giày cưới hàng hiệu với giá hàng chục triệu đồng. Giày cưới đắt tiền không hẳn thoải mái hơn, và bạn cũng chỉ mang chúng một lần trong lễ cưới, đừng mua sắm một cách cảm tính. Lưu ý 9. Tôi muốn nói rằng, chi phí đám cưới rất nhiều, nơi nào cần tiết kiệm thì hãy tiết kiệm, nơi nào cần chi tiêu thì cứ chi tiêu, vì sau đám cưới mới là lúc cuộc sống thực sự bắt đầu. Bài học 5. Tiền mời ăn uống linh tinh. Khi một nhóm lớn cùng ăn uống, việc thanh toán thường trở thành vấn đề. Bạn đã từng nghe về hiệu ứng người ngoài cuộc. Hiệu ứng này còn được gọi là hiệu ứng phân tán trách nhiệm. Đơn giản là nếu một người được giao nhiệm vụ, họ sẽ phản ứng mạnh mẽ và tích cực. Nhưng nếu nhiệm vụ được chia cho nhiều người, trách nhiệm cũng sẽ bị phân tán. Thời gian phản ứng của nhóm sẽ lâu hơn và hành động cũng trở nên không chắc chắn. Vì vậy, khi một nhóm lớn cùng ăn uống, hầu hết mọi người sẽ giữ thái độ quan sát và ít ai chủ động thanh toán. Những người sẵn sàng giúp bạn trả tiền mới thực sự là bạn bè. Không chỉ vậy, khi một nhóm lớn cùng ăn, khó mà tạo được không gian để tâm sự, giao tiếp sẽ trở nên hời hợt và mất đi ý nghĩa của bữa ăn. Do đó, khi mời ai đó ăn uống, đừng mời một nhóm quá đông người, mà hãy mời một nhóm nhỏ để có đủ không gian giao tiếp và tạo sự gắn kết thật sự, nơi mọi người có thể thoải mái giao tiếp mà không bị cuốn vào những mối quan hệ xã giao không hiệu quả, vốn chỉ tiêu tốn năng lượng tinh thần. Mời khách cũng là một nghệ thuật, và không phải ai cũng đáng để bạn mời. Có hai kiểu người không đáng để kết bạn hay mời ăn. Thứ nhất là những người có phẩm chất không tốt. Những người tốt thường làm người khác cảm thấy thoải mái và không gây tổn thương, trong khi những người thích chia rẽ thì ngược lại, họ luôn muốn gây rối và phá hoại mối quan hệ của người khác. Thứ hai là những người chỉ biết nhận mà không biết cho. Họ coi bạn là người bao ăn mọi lúc, mọi nơi, mà thường là người khác luôn phải trả tiền. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng vỡ nát. Khi một nguyên tắc bị phá vỡ, những danh giới khác cũng dễ dàng bị xâm phạm. Những người này thường rất chơ chẽn, họ quen với việc được người khác trả tiền nhưng không bao giờ đáp lại. Đối với những người bạn đã không còn chung đường với chúng ta, hãy học cách chia tay và đừng cố giữ lại. Việc mời khách nên hạn chế, trừ khi thu nhập của bạn có sự cải thiện đáng kể, như được thăng chức hay nhận thưởng. Khi ăn uống cùng bạn bè, tốt nhất là nên chia tiền, mỗi người tự trả phần của mình, vì ai cũng đang trong giai đoạn phấn đấu và không ai có kinh tế hơn ai. Nếu không, sẽ có người lợi dụng cơ hội để gọi những món ăn đắt đỏ và bắt bạn trả tiền. Thậm chí, ngay cả trong mối quan hệ nam nữ, việc chia tiền cũng nên được thực hiện, trừ những dịp đặc biệt. Chúng ta đã đi qua 5 trong số 7 khoản chi tiêu lãng phí. Vì vậy tôi muốn kiểm tra xem bạn có còn ở đây không. Hãy cho tôi biết trong phần bình luận rằng bạn vẫn đang theo dõi và cam kết làm giàu, gõ từ "tôi vẫn ở đây" trong phần bình luận ngay bây giờ, và sự giàu có sẽ bắt đầu đến với bạn. Khi tôi thấy bình luận của bạn, sự giàu có sẽ đến nhanh hơn gấp 10 lần, vì tôi sẽ thả cho bạn một trái tim, nhưng bạn phải tin tưởng để điều đó xảy ra. Bài học 6. 7 tiêu dùng. Bạn có biết tại sao ví tiền của mình lại cạn kiệt không? Đó không phải do bạn thiếu tự chủ, mà là vì những chiêu trò tinh vi của các nhà bán lẻ, các chuyên gia kinh tế và tâm lý đã tạo ra những chiến lược nhằm khiến bạn phải móc ví chi tiêu. Tại sao thể tích của cốc trung bình và cốc lớn
chỉ chênh lệch 1/3, nhưng giá cả lại chênh nhau 10.000, bởi vì đối với các cốc lớn, cốc trung bình chỉ là một lựa chọn sơ cấp. Tại sao trong siêu thị lại có những tuýp kem đánh răng với giá tương đương như kích cỡ khác nhau, bởi vì tuýp nhỏ hơn chỉ là một lựa chọn sơ cấp? Tại sao một chai nước trong quán cà phê lại có giá 55.000 khi để cạnh ly cà phê 80.000, bởi vì chai nước này chỉ là một lựa chọn sơ cấp? Khi mọi người lưỡng lự giữa hai lựa chọn, việc thêm vào một lựa chọn thứ ba có thể làm tăng sức hấp dẫn của một trong hai lựa chọn ban đầu. Lựa chọn thứ ba này được gọi là lựa chọn sơ cấp. Nhiều người tiêu dùng, kể cả tôi, thường có xu hướng so sánh khi đưa ra quyết định. Rất ít người chọn lựa chọn sơ cấp. Mục đích của nó chỉ là để so sánh, giúp người tiêu dùng nhanh chóng đưa ra quyết định. Và quyết định này thường khiến họ chi tiêu nhiều hơn. Nếu trước mặt bạn là hai tuýp kem đánh răng với giá như nhau, liệu bạn có chọn tuýp nhỏ hơn không? Nhà bán lẻ sử dụng lựa chọn sơ cấp để đặt bẫy người tiêu dùng, tăng giá trị đơn hàng và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Từ mỗi khách hàng, giá cả luôn là một cái bẫy tinh vi. Tại sao các nhà bán lẻ luôn để giá gốc của sản phẩm giảm giá ở vị trí nổi bật? Bởi vì giá gốc càng cao, bạn càng cảm thấy món hàng giảm giá là một món hời. Tại sao trong các đợt khuyến mãi trực tuyến, giảm giá có vẻ lớn nhưng thực tế vẫn đắt hơn bình thường? Bởi vì dù giảm giá 50%, nhưng nhà bán lẻ đã tăng giá gốc lên gấp đôi từ trước. Giá cả là yếu tố thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Vì vậy, sau giờ ăn, các siêu thị thường giảm giá sản phẩm tươi sống, bởi việc giữ thực phẩm trong tủ lạnh của người tiêu dùng qua đêm sẽ tốt hơn so với để trong kho lạnh của họ. Theo hành vi người tiêu dùng, giá cả là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm. Người tiêu dùng thường cho rằng việc mua được hàng giá rẻ chính là yếu tố quyết định một giao dịch thành công. Trong một số trường hợp, nhà bán lẻ sẽ chủ động giảm giá để thu sự chú ý của người tiêu dùng, và khi chỉ tập trung vào giá cả, họ có thể bỏ qua những yếu tố quan trọng khác như giá trị thực của sản phẩm hoặc các điều kiện kèm theo. Nhà bán lẻ thường đẩy giá gốc lên cao để khi giảm giá trông có vẻ hời hơn. Nhưng thực tế, vé máy bay giá rẻ có thể không bao gồm các dịch vụ bổ sung như bảo hiểm, bữa ăn trên máy bay, khiến cho tổng chi phí mà người tiêu dùng phải trả cao hơn. Giá cả có thể không phải là yếu tố quyết định, nhưng nó thường là yếu tố nổi bật nhất khi đưa ra quyết định mua sắm. Giá cả thường là yếu tố được cân nhắc đầu tiên, nhưng với sự phát triển của kinh tế học, các nhà tiếp thị đã biến giá cả thành một trò chơi tinh vi. Vì vậy, ngoài việc hiểu biết về kinh tế học, chúng ta cần hiểu rõ nhu cầu của bản thân để đưa ra quyết định tiêu dùng hợp lý, tránh bị rơi vào bẫy giá cả và tiêu dùng không cần thiết. Bài học 7. Tuyệt đối đừng chi nhiều tiền hơn chỉ để tiết kiệm. Ví dụ, khi đi siêu thị, nhiều người thường mua một đống rau tươi về để tiện lợi nhưng lại không ăn hết và để chúng héo trong tủ lạnh. Thực ra việc này giống như bạn trả giá cao cho những loại rau không còn tươi. Thay vào đó, bạn có thể mua các sản phẩm đang được giảm giá, hay như việc không dám mua thiết bị điện tử tốt mà chọn mua loại rẻ tiền nhưng dùng được nửa năm lại phải thay mới, tính ra còn tốn kém hơn nhiều so với việc mua một sản phẩm chất lượng từ đầu, vừa có trải nghiệm tốt hơn lại sử dụng được lâu dài. Nhiều người cũng mắc sai lầm khi mua quần áo rẻ tiền nhưng chất lượng kém và nhanh lỗi mốt, khiến sau vài lần mặc đã không muốn sử dụng nữa. Tổng chi phí cho những món đồ này có thể còn cao hơn cả việc đầu tư vào một món đồ thương hiệu chất lượng. Một ví dụ khác là khi bị bệnh, nhiều người ngại tốn tiền nên tự mua thuốc về uống nhưng không hiệu quả, cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện. Kết quả là tiền thuốc đã tiêu tốn, sức khỏe cũng không cải thiện và vẫn phải chi thêm tiền cho việc khám chữa bệnh. Hay như việc vì muốn tiết kiệm tiền gửi xe, nhiều người đổ xe ở những nơi không được phép và cuối cùng
bị phạt đến 500.000 đồng, nhiều lúc tiết kiệm không phải là tiết kiệm thực sự vì giá trị mà các sản phẩm hay dịch vụ mang lại khác nhau. Có những thứ trong cuộc sống không thể thay thế và đôi khi chúng là duy nhất trong cuộc đời bạn, không thể tái hiện ở thời gian, địa điểm hay con người khác. Điều quan trọng không phải là bạn đã chi bao nhiêu tiền hay làm điều gì, mà là bạn có biết mình làm điều đó vì lý do gì và muốn đạt được gì. Vậy làm thế nào để tránh những cái bẫy tiết kiệm sai lầm? Hãy học cách xây dựng quan điểm tiêu dùng đúng đắn. Có những khoản chi không nên tiết kiệm như sau. Lưu ý 1. Sức khỏe. Tiết kiệm tiền và sức khỏe chỉ giúp bạn giữ lại chút tiền nhỏ, nhưng nếu mắc bệnh nặng, tiền của bạn sẽ trở nên vô giá trị. Lưu ý 2. Học tập. Warren Buffett từng nói rằng đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất chính là đầu tư vào bản thân. Lưu ý 3. Nâng cao hiệu suất. Thời gian là tài nguyên quý giá nhất của cuộc đời. Một khi đã trôi qua, nó sẽ không quay lại. Đừng vì tiết kiệm chút tiền mà lãng phí thời gian quý báu. Vâng, nếu video này mang lại giá trị cho bạn, hãy chia sẻ nó với 3 người bạn. Họ chắc chắn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó. Nếu bạn xem đến đây, có nghĩa là bạn thực sự là người tập trung và bạn sẽ sớm đạt được tất cả thành công mà bạn mong muốn. Hãy cho tôi biết bạn là ai bằng cách bình luận. Tôi đã ở lại đến cuối. Khi tôi thấy bình luận này, tôi sẽ biết bạn là người có sự tập trung, sự cống hiến và bạn xứng đáng để trở nên giàu có. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.